Hân hoan chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hôm nay cô sẽ đồng hành với các em trong bài tập làm văn, đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Trong bài tập làm văn ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là tìm hiểu đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Và nội dung thứ hai đó là phần ghi nhớ. Nội dung thứ ba là áp dụng để viết tiếp phần diễn biến của câu chuyện. Bây giờ cô và các em cùng nhau bước vào bài mới nhé. Bức tranh này là câu chuyện gì vậy các em? À, đây là câu chuyện những hạt thóc giống. Em hãy nhớ lại câu chuyện những hạt thóc giống và hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện những hạt thóc giống cho cô biết mỗi sự việc được kể trong đoạn văn nào. Trong câu chuyện những hạt thóc giống có những sự việc sau. Sự việc 1, nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền ngôi nên đang nghĩ ra kế luộc chín thóc giống rồi giao cho dân chúng, giao hẹn ai thu hoạch được nhiều thóc sẽ truyền ngôi cho. Và sự việc này được kể trong 3 dòng đầu. Sự việc 2, có chú bé Chôm dốc công chăm sóc mà thóc chẳng nảy mầm. Chôm dám tâu vua sự thật trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sự việc này được kể trong 10 dòng tiếp theo. Và sự việc 3 đó là nhà vua khen ngợi Chôm trung thực dũng cảm nên đã quyết định truyền ngôi cho chú bé Chôm. Và sự việc này được kể trong 4 dòng còn lại. Như vậy trong câu chuyện những hạt thóc giống, ta đã thấy được 3 sự việc cùng với mỗi một sự việc được kể trong những đoạn văn nào. Bây giờ em hãy cho cô biết dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc của một đoạn văn. Cô giới thiệu với các em đây là một đoạn văn. Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc sẽ bị trừng phạt. Bây giờ em hãy nhận xét cho cô chỗ mở đầu như thế nào và kết thúc đoạn văn ra sao? À, dấu hiệu để nhận ra chỗ mở đầu đoạn văn đó là viết lùi vô ô và viết hoa chữ cái đầu. Còn chỗ kết thúc đoạn văn có dấu chấm xuống dòng. Đó là dấu hiệu để nhận biết một đoạn văn đó các em. Theo các em, mỗi một đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể về điều gì? À, mỗi một đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể lại một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của chuyện. Vậy đoạn văn được nhận ra là nhờ dấu hiệu nào? À, đoạn văn được nhận ra do mở đầu đoạn văn ta đã viết lùi vào và viết hoa chữ cái đầu của đoạn. Kết thúc đoạn văn có dấu chấm xuống dòng. Như vậy cô và các em vừa tìm hiểu xong đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Em biết được là mỗi một đoạn văn sẽ kể lại một sự việc và các sự việc này chính là nòng cốt diễn biến của câu chuyện. Và các em ghi nhớ, trong một câu chuyện có thể sẽ có nhiều sự việc, mỗi một sự việc được kể thành một đoạn văn. Và khi viết hết một đoạn văn, em cần chấm xuống dòng. Bây giờ để khắc sâu kiến thức hơn, cô và các em cùng nhau làm bài tập dưới đây nhé. Dưới đây là 3 đoạn văn được viết theo cốt truyện hai mẹ con và bà tiên. Trong đó, hai đoạn A và B đã được hoàn chỉnh. Còn một đoạn C mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Em hãy viết tiếp phần còn thiếu. Để viết tiếp được phần còn thiếu, thì ta xác định sự việc trong mỗi đoạn văn. Và trong đoạn văn thứ 3 này, người ta đã cho mình mở đầu và kết thúc. Như vậy, em hãy nêu sự việc chính để làm diễn biến của đoạn thứ 3. Ở đoạn A, ngày xưa ở làng kia có hai mẹ con cô bé sống trong một túp lều. Họ phải làm lụng vất vả quanh năm mới đủ ăn. Sự việc thứ nhất giới thiệu về cuộc sống của hai mẹ con. Một hôm, người mẹ không may bị bệnh nặng, cô bé ngày đêm chăm sóc mẹ. Nhưng bệnh mẹ mỗi ngày một nặng thêm. Có người mách, ở vùng bên có một thầy thuốc giỏi chữa được bệnh này. Cô bé nhờ bà con hàng xóm trông nom mẹ, ngày hôm ấy lên đường. Sự việc 2 tiếp theo cho sự việc 1 là
mẹ cô bé bị bệnh mà không có tiền để chữa, thì nghe có ông thầy thuốc giỏi ở làng bên và cô bé bắt đầu đi lên đường tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho mẹ. Sự việc thứ ba, vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên. Mở đầu cho sự việc thứ ba là việc cô bé nhìn thấy chiếc tay nải bị bỏ quên trên đường. Như vậy tiếp theo em hãy tưởng tượng diễn biến tiếp theo xảy ra như thế nào. Và phần kết thúc của sự việc ba đó là bà lão đó chính là bà tiên thử lòng cô bé. Đây, cô đã làm tiếp theo phần diễn biến. Sau khi cô bé thấy bên đường có vật như chiếc tay nải bỏ quên, thì chiếc tay nải có vẻ nặng hơn, lại mở miệng: "Ôi, những thỏi vàng lấp lánh bên trong chiếc tay nải." Cách đó không xa, có một bà lão đang bước vội. Cô bé đoán bà là chủ nhân của chiếc tay nải, nên chạy lại gọi và hỏi: "Bà ơi, bà đang rơi chiếc tay nải này, nó rơi xuống đường mà bà không hay phải không?" Đó là phần diễn biến tiếp theo sau khi cô bé nhặt được chiếc tay nải. Và kết thúc cái sự việc này đó là bà lão cười hiền hậu khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà: "Ta chính là tiên thử lòng con đây, con thật đáng được giúp đỡ, hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con." Như vậy các em vừa hoàn thành xong phần diễn biến của sự việc thứ ba. Vậy để hoàn thành được một đoạn văn kể một sự việc thì ta cần xác định xem sự việc tiếp theo đó là sự việc nào, và ta sẽ phân chia sự việc đó thành phần mở đầu, diễn biến và kết thúc của sự việc đó. Như vậy cô và các em vừa tìm hiểu xong bài tập làm văn, đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Các em đã xác định được các sự việc chính trong một câu chuyện và biết rằng mỗi một đoạn văn kể lại một sự việc và dấu hiệu để chúng ta viết một đoạn văn. Và cô đã cho các em áp dụng để viết tiếp phần diễn biến của đoạn văn. Phần kiến thức của cô kết hợp với sơ đồ tư duy, cô mong rằng các em sẽ làm bài thật tốt và nhớ bài thật lâu phần kiến thức của ngày hôm nay. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí học đường tiếp theo.